Chào tất cả mọi người, bây giờ mình sẽ đi nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo trận đấu giữa hai câu lạc bộ Genoa và câu lạc bộ Fiorentina. Đây là trận đấu thuộc vòng 10 giải vô địch quốc gia Italy và trận này sẽ được diễn ra vào lúc 0 giờ 30 rạng sáng ngày 1 tháng 11 và theo đánh giá, câu lạc bộ Fiorentina sẽ là đội được đánh giá cửa trên và sẽ chấp câu lạc bộ Genoa với mức kèo là 0,75, mức kèo cũng có thể tăng một trái và hạ xuống còn 0,5, mức tài xỉu là 2,5, 2,75 và 2,25 tùy kèo biến động. Trước khi đi vào nhận định, mong các bạn ủng hộ mình bằng một like video này và một lượt đăng ký kênh nhé. Và mình cũng xin thông báo thêm với các bạn là hiện tại thì mình cũng có nhóm Zalo và Telegram cập nhật kèo bóng cho các bạn tham khảo mỗi ngày. Đường link của nhóm thì mình có để ở bên dưới phần mô tả của video này. Các bạn cứ việc xuống dưới phần mô tả kết bạn Zalo hoặc ấn vào đường link của nhóm để đăng ký làm thành viên và sẵn tiện tham khảo về các kèo bóng khác trong nhóm nhé. Và bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái phần nhận định bóng đá của trận này. 5 lần gặp nhau gần nhất của Genoa và Fiorentina, Genoa hòa 2 và thua 3 trước Fiorentina. 5 trận thi đấu gần nhất của Genoa thì Genoa hòa 1 và thua 4. Còn 5 trận thi đấu gần nhất của Fiorentina thì Fiorentina bất bại với 5 trận thắng liên tiếp. Và ở lần đối đầu này với mức kèo như thế này thì theo nhận định của mình, lần này mình sẽ đặt niềm tin vào Fiorentina chấp 0,75 nhé. Vì sao? Mặc dù trận này Fiorentina phải đi làm khách nhưng mà xét về thực lực và chiều sâu đội hình ở thời điểm hiện tại thì Fiorentina đang được đánh giá là nhỉnh hơn Genoa một bậc. Thứ hai nữa thì xét về phong độ cũng như là thành tích đối đầu của hai đội ở những lượt trận gần đây thì Fiorentina cũng đang hoàn toàn áp đảo so với Genoa. Cái thành tích thi đấu trên sân khách của Fiorentina nó cũng đang cực kỳ ổn định ở lượt trận này, đến làm khách trước một Genoa không quá mạnh và hiện tại thì Genoa đang có phong độ không tốt nữa, thì đây sẽ là cái cơ hội không thể nào tốt hơn để cho Fiorentina có được chiến thắng tiếp theo với lực lượng đầy đủ ở lượt trận này. Thì với mức kèo này mình dự đoán là Fiorentina chắc cũng không quá khó để vượt qua đâu, cho nên bạn nào tin tưởng mình ưu tiên chọn Fiorentina chấp nha, 0,75, mức tài xỉu là 2,5, 2,75 và 2,25. Những lần gặp nhau trước đây của hai đội á thì thường cũng không có nhiều bàn thắng được ghi. Giá lại trận đấu này Genoa họ có điểm tựa sân nhà thì nhiều khả năng là họ cũng sẽ tận dụng được lợi thế của mình để gây khó khăn cho Fiorentina. Dự đoán là Fiorentina chỉ thắng được kèo trên mà thôi. Mình nghĩ sẽ có tỷ số là 1-0 hoặc 2-0 nghiêng về cho Fiorentina. Bạn nào tin tưởng mình nữa ưu tiên chọn kèo xỉu 2,5 nhé. Ở mức hiệp 1 thì mức kèo chấp là 0,25 và tài xỉu là 1 trái. Dự đoán hiệp 1 với mọi thứ đang vượt trội hơn thì có thể là Fiorentina họ sẽ chơi trên cơ. Mình nghĩ hiệp 1 Fiorentina họ sẽ chắc chiêu cơ hội và có được một bàn dẫn trước. Hiệp 1 các bạn chọn Fiorentina nha. Và cạnh tài còn dưới 1 thì vào nhẹ thôi. Tóm lại trận này chốt kèo là chọn Fiorentina và xỉu. Ở hiệp 1 chọn Fiorentina, đá tài dưới 1. Chúc các bạn may mắn.